痴心，浮沉中生死无际，命运百般如戏。梦境里谁人影，斜阳落空守回忆，相思何处忘记。斩不断爱情厮杀，如果失去他何必独霸天下。Vương Vương, chàng về rồi à? Vết sẹo này có từ lần đầu tiên chàng cứu thiếp đấy. Tuy rằng rất xấu, nhưng nó tượng trưng cho nỗi nhớ, tượng trưng cho lòng chấp trước, ghi dấu thật sâu trên người ta. Mỗi lần nhìn thấy nó, ta cũng đều nhớ đến chàng. Xin lỗi. Lệ Hoa,
Lưu Văn Thúc này là một người thông minh. Mẫu thân, người đã nói gì với phu quân? Những thứ này con không cần hỏi nhiều. Ta và cậu của con ắt có dự tính thỏa đáng. Chỉ cần cậu ta tốt với con, không để con chịu một chút ấm ức nào. Bằng không, mẫu thân và cậu có thể đã nghe ngóng về âm Lệ Hoa. Con đang nói gì vậy? Mẫu thân, trước đây con từng hỏi người âm Lệ Qua là ai. Người trả lời con rằng cô ta chẳng qua chỉ là một người lẻ ở quê thôi. Thế nhưng bây giờ xem ra, không chỉ đơn giản là một người vợ lẻ nhỏ bé như vậy, có phải không? Lưu Văn Thúc nói gì với con rồi? Xem ra mẫu thân đều biết hết. Con nói nếu chỉ là một người vợ lẽ bình thường, sao lại có thể lọt vào mắt của mẫu thân người và cậu chứ? Mọi người vẫn luôn lừa gạt con. Cô ta là vợ của cô ấy. Mỗi ngày cô ấy đều kêu tên cô ta trong mơ. Mặc dù con ôm cô ấy, nhưng trong lòng con rất lạnh, trong lòng con rất đau. Sang Đồng, nghe mẫu thân nói, bất luận vợ của Lưu Văn Thúc trước đây từng là ai, bây giờ là con, sau này cũng chỉ có con. Người lừa con, người lại lừa con. Mọi người thật sự lừa gạt con thật thảm hại. Nếu như con không tin mẫu thân, con nên tin tưởng thực lực của cậu con chứ. Mẫu thân, cuối cùng con cũng hiểu rồi. Hóa ra con cho rằng con gả cho phu quân là do con ở trước mặt cầu xin năn nỉ người. Thế nhưng bây giờ chẳng qua chỉ là bởi vì cậu cần mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, con ở trước mặt hai người chẳng qua chỉ là một trò hề, một thứ đồ chơi mà thôi. Con mỗi ngày đều trang điểm xinh đẹp để cho mọi người chơi đùa. Mẫu thân, bây giờ đối với cậu mà nói, con cuối cùng cũng có một chút tác dụng rồi. Cho nên mọi người liền đem con gả cho một nam nhân trong lòng còn có một nữ nhân khác. Mọi người có từng quan tâm ở trong lòng con đau khổ biết bao không? Sao mọi người lại nỡ nhẫn tâm khiến con trở thành trò hề trước mặt người con yêu thương vậy chứ? Sang Đồng, con là con gái quá gia, chút lý lẽ này con còn không hiểu hay sao? Không sai, con là đại tiểu thư đường đường chính chính của quán gia, và con không sánh bằng ông Lệ Qua, có phải không? Cô ta chẳng qua chỉ là gả cho phu quân sớm hơn con một năm, chẳng qua chỉ là một năm. Con hoàn toàn có thể dựa vào bản lĩnh của bản thân mình để đổi lấy trái tim chân thành của phu quân. Con không quan tâm chàng ấy tam thê tứ thiếp, chỉ cần trái tim chàng ấy thuộc về một mình con là được rồi. Mà đại kế của người và cậu, tha thứ cho con gái không thể nghe theo. Sang Đồng, con sao vậy? Con gái bệnh nhẹ, mẫu thân không cần lo lắng, người về đi. Phu nhân, người sao vậy? Anh Lạc, mau đi mời đại phu đến đây. Vâng. Lưu Tú mệnh lớn, ngã xuống sườn núi đều chưa chết. Hắn ta dám giết chết Tạ Cung, lệnh cho Đặng Vũ tiến về phía tây, ép xích mi tướng quân rời khỏi phía Trường An. Đến người mà trẫm tin nhất là Mã Vũ cũng đều đầu hàng Lưu Tú. Chẳng phải đang nói hắn ta một lòng trung thành với trẫm hay sao? Tiêu Dương chưa chết thì sao chứ? Chàng ấy chinh chiến nhiều năm thu phục các thế lực Hà Bắc, chẳng phải là đang thay Đại Hán Dương Triều xuất binh Dương Quai hay sao? Tiêu Dương có binh tướng nhiều thế nào, chàng ấy vẫn là Tiêu Dương của Đại Hán, là thần tử của bệ hạ. So với việc lo lắng cho Tiêu Dương ở Hà Bắc xa xôi, chẳng bằng bệ hạ lo nghĩ cho Xích Mi đang kề bên mới là lẽ đúng. Lưu Tú chưa chết, nàng rất vui có phải không? Nàng phải biết, từ Hàm Đan vừa đưa tin đến, chính là Lưu Tú từ sau khi quay về vô cùng sủng ái quá Sang Đồng.
Ta và Lưu Tú đã không còn liên quan gì nữa. Chàng ấy sủng ái vợ của chàng ấy cũng là điều nên làm. Hy vọng những lời nàng nói là thật lòng. Lệ Hoa, những lời bệ hạ vừa nói nhất định là không được để trong lòng. Cho dù hiện nay Tiêu Dương sủng ái quá sang đồng, thì ngày ấy cũng chỉ là vì dẹp yên đám người Lưu Dương mà thôi. Chỉ có Hà Bắc vô sự, ngày ấy mới có thể ra khỏi Hà Bắc tranh giành thiên hạ. Chỉ cần chàng ấy còn sống, chính là một việc tốt nhất trong thiên hạ rồi. Tất cả những thứ khác muội đều không để ý. Hiện nay Trường An gặp nguy hiểm, bệ hạ đã trở nên phát điên rồi. Lệ Hoa, bây giờ muội nên nghĩ cách rời khỏi đây mới đúng. Không sao cả, muội biết được từ chỗ của Hổ Phách, Công Tôn cũng đã đến ngoài thành Lạc Dương rồi, đang cùng với đại quân Chu Hữu Lý dập đỏ sức với nhau để tránh làm ngày ấy phân tâm. Muội đã bảo Đặng Phụng Âm hưng hộ Tống Tỷ rời khỏi Trường Lạc Cung đến đại doanh của Công Tôn. Công Tôn đã đến ngoài thành Lạc Dương rồi sao? Vậy ta đi rồi thì muội làm thế nào? Cùng đi với ta đi. Lần trước ta đã làm liên lụy Triệu Cơ suy thai, ta sợ tỷ ở trong cung, ta không có cách để bảo vệ tỷ. Chỉ có khi tỷ rời đi, ta mới bớt đi một nỗi lo. Tỷ yên tâm, chỉ cần có cơ hội ta sẽ lập tức trốn đi. Ở đây Hậu Phách và người của Âm gia bảo vệ ta, không thể có chuyện gì đâu. Muội muội hãy bảo trọng nha. Mong cho tỷ muội của chúng ta sẽ sớm có ngày gặp lại. Chủ công, thần đang viết thư cho Lý Dật khuyên hắn quy hàng, chỉ cần quy thuận, Tiêu Dương sẽ không trách phạt chuyện cũ. Lý Dật là kẻ tiểu nhân nịnh bợ, đang cân nhắc suy tính thiệt hơn, đưa ra điều kiện với thần ý của Công Tôn như thế nào. Kẻ tiểu nhân trở mặt không ngờ như thế, giữ hắn lại có tác dụng gì? Nghe nói xem, nếu như bức thư này của Lý Dật để cho Chu Hữu nhìn thấy được, Chu Hữu sẽ nghĩ thế nào? Thần sẽ đi làm ngay. Chủ công, Phụng Nhi sao để lại đến đây? Công Tôn tướng quân, tỷ tỷ bảo ta đưa tỷ ấy đến để đoàn tụ với ngài. Phu quân, Phụng Nhi sao lại vội vàng đi như vậy? Lệ Hoa ở Trường An vẫn khỏe chứ? Không phải Tiêu Dương đang sống vui vẻ ở Ôn Minh Điện ở Hàm Đan sao? Hà cớ gì phải quan tâm tỷ tỷ còn sống hay chết thế nào? Tỷ tỷ của đệ mãi mãi là người quan trọng nhất trong lòng ta. Thanh trường ca đao này ta luôn mang theo bên mình, trước giờ chưa từng rời người của ta, thay ta đưa cho tỷ ấy của đệ. Tỷ tỷ nói rồi, Trường An đã bị đánh phá, Trung Nguyên sắp có nội chiến, muốn ta mau chóng quay về Ngư Dương để bảo vệ họ hàng thân thích. Thanh kiếm này huynh vẫn nên giữ lại để tận tay đưa cho tỷ thì hơn. Chỉ
Sĩ Sĩ nói huynh là minh quân trong lòng, luôn chăm lo cho Bách Tính, nói bọn ta phải theo giúp huynh. Tiêu Dương, đừng phụ sự tin tưởng của tỷ dành cho huynh. Nửa đêm nửa hôm sao bọn đệ lại đến đây làm gì? Vũ Âm Dương Lý Dật bị Chu Hữu giết chết rồi, sao lại chết? Nói là có câu kết duyên với Phục Dị, chuyện này cứ tưởng là tên hầu đó làm bí mật, không ngờ là thư mật bị người khác phát hiện đưa đến cho Chu Hữu. Chu Hữu vì để phòng quân của hắn có biến nên nửa đêm đã sai thích khách đến ám sát. Công Tôn làm việc rất chu đáo, sao lại có thể để cho người khác phát hiện được mật thư chứ? Chắc chắn là ngày ấy và Lưu Tú đã có tính toán từ trước. Thật là không ngờ Lưu Tú có thể dùng cách này. Cái này gọi là kế âm thầm mà hiểm độc. Lý Dật là loại tiểu nhân trở mặt, có chết cũng đáng. Tam ca cũng coi đã báo thù cho được đại ca rồi. Tóm lại là trong mắt tỷ tỷ, Lưu Tú làm việc gì cũng là đúng cả. Cô nương, nô tỳ còn nghe ngóng được Trương Mão thân đồ kiện bất mãn với Lưu Quyền lôi kéo gia tộc quyền thế, ủng hộ của Ngỗ Ngao tự đưa con trai của Hàng Cơ lên làm vua thay thế Lưu Huyền, để nghĩ cách nhắc nhở Lưu Huyền. Tỷ tỷ, tỷ là quá lương thiện rồi đấy, sao lại còn chú cố với Lưu Quyền làm gì? Trương Mão làm loạn, Lưu Quyền ắt phải có hành động. Hai con chó cắn nhau, ta có thể thừa lúc loạn lạc rời khỏi Trường An. Tỷ tỷ, chân của tỷ đã khỏi chưa? Đã khỏi rồi. Ta chỉ là không muốn để cho Lưu Quyền có sự phòng bị nào, thế nên mới mãi giả vờ như chưa khỏi hẳn. Bệ hạ, hán quân ta vừa mới đến Xích Mi, quân Đặng Vũ, hai bên áp sát tấn công. Mối liên hệ giữa ba vùng Trường An, Lạc Dương và Phiển Thành hoàn toàn đã bị cắt đứt rồi, trở thành nơi biệt lập, rơi vào tình thế bất bên. Đánh nhau lòng quân đang loạn, các tướng lĩnh không phục dưới quyền, có chủ trương quay về Nam Dương, còn có ý lén cấu kết với Xích Mi sau lưng, mưu cầu con đường thoát thân. Xin bệ hạ hãy sớm đưa ra quyết đoán. Trẫm đã không còn binh để điều động nữa rồi, có thể làm gì được chứ? Thần nguyện ý đến Tân Phong tập hợp tướng soái binh mã chuẩn bị chi viện. Được, Khanh đi đi. Thần xin cáo lui. Vô y giữ tử đồng bào, vương vu hưng sư tu ngã qua mâu, giữ tử đồng thù há rằng vô y giữ tử đồng trạch. Bệ hạ, bên trong phải ăn trước thì mới có thể đối kháng với địch ngoài, ta không thể ngồi im chờ chết được, trừ phi bệ hạ đã có cách ứng phó với quân địch rồi. Cô nương, Lưu Quyền phái người giả truyền thánh dụ, lúc bọn Trương Mão vào điện, Trương Mão đột nhiên sinh nghi, quay lại chạy ra khỏi điện, Ngỗ Ngao đâu từ đầu đến cuối vẫn chưa lộ diện. Trương Mão đã lọt lưới mà vẫn trốn thoát, chắc chắn là đã có chuẩn bị. Còn Ngỗ Ngao cũng là một nhân vật không dễ đối phó. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, thần đồ kiện bị giết rồi, Trương Mão thống soái quân làm loạn, giết vào hoàng cung, mau đi thôi, đi thôi. Đợi đã, sao thế? Ta phải dẫn Lý Nhi cùng đi. Mau đi thôi Lệ Khoa, tránh ra. Bệ hạ mau cứu thiếp. Bệ hạ, bệ hạ. Hàng Cơ, bệ hạ, cứu thiếp. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ,
Bệ hạ Hàn Cơ. Bệ hạ. Triệu Cơ, bệ hạ. Bệ hạ. Đi thôi. Tỷ tỷ mau đi. Ông cô cô, mẹ con đâu rồi? Còn ca ca của con nữa, bọn họ đâu cả rồi? Mỹ Nhi ngoan ạ, con phải nghe lời biết không? Con phải tìm mẹ con muốn mẹ con. Mỹ Nhi. Mỹ Nhi ngoan nào, bây giờ con lớn rồi. Mẹ con và ca ca con phải đi làm việc khác rồi. Con đi theo âm cô ngoan có được không? Ngoan nào. Tuyên chiếu. Tỷ âm Dương Dương Khuôn, Dương Bình Vương, Trần Mục, Tương Ấp Vương Thành Đan có công đến Tân Phong cứu giá. Đội quân của bọn họ và quân đội của ngươi về đến Kinh Sư sẽ cùng đánh đến Trường An. Xin bệ hạ yên tâm, Di Thần sẽ trợ giúp bệ hạ trở về Trường An. Chỉ là đám người Vương Khuôn Trần Mục vốn dĩ thân cận với Trương Mão, chỉ sợ là lòng ngu của hắn. Hơn nữa tướng cũ của Lục Lâm Quân luôn luôn có lòng dạ khác. Theo ý Vi Thần, chỉ bằng đợi sau khi bọn chúng đem binh đến lập kế giết chết để phòng họa về sau. Hôm đó là đám người Vương Khuôn Chu Vĩ ủng hộ Trẫm đăng cơ. Bây giờ Chu Vĩ đang ác chiến với Phùng Dĩ ở Lạc Dương, tự thân khó bảo, chỉ còn lại Vương Khuôn có lẽ không dám phản Trẫm. Hơn nữa, khi trước Trường An gặp nạn chính vì Trương Mão phản bội, bài học còn đó. Trước hết vẫn nên dỗ về đám người Vương Khuôn Trần Mục, đánh về Trường An rồi nói sau. Thần tuân chỉ. Đợi khi Trần Mục Thành Đan vào quân danh rồi, lúc đó lập tức lấy tội danh mưu phản giết chết hắn. Thế này không phải là ngang nhiên trái ý với bệ hạ sao? Việc xong rồi phu nhân sẽ giải thích với bệ hạ sao đây? Trừ bỏ đi đám tướng sĩ Lục Lâm Quân, bệ hạ sẽ chỉ có thể dựa vào một mình Triệu Manh ta. Trái ý thì đã sao chứ? Tướng quân Thành Đan Trần Mục đến Tân Phong cứu giá, lúc mới vào trướng liền bị chém chết. Bộ tướng của hai vị tướng quân đều bị biên vào quân của Triệu Manh. Cái gì? Hay cho một tên khốn kiếp Lưu Quyền. Lão phu ở bên ngoài giàu sinh ra tử, đánh chiếm giang sơn cho ngươi, ngươi lại giết tiên phong của ta. Tướng quân tiếp theo phải làm sao đây? Còn đến Tân Phong cứu giá không? Ngu ngốc. Thôi bỏ đi, chúng ta đi Trường An hội hợp với Trương Mão. Đi. Bệ hạ bớt giận. Bớt giận? Nàng bảo ta bớt giận thế nào đây? Phụ thân nàng ngang nhiên trái ý ta, giấu ta giết chết Trần Mục và Thành Đan, khiến Vương Khuôn phản lại ta. Nàng còn mặt mũi bảo ta bớt giận sao? Bệ hạ, phụ thân thiếp luôn trung thành với bệ hạ, người không dám mưu trái ý bệ hạ đâu, nó không chừng có uẩn khuất gì khác. Câm miệng. Việc đến nước này nàng còn nói đỡ cho Triệu Manh. Nàng không muốn sống nữa có phải không? Bệ hạ, người vừa mới mất đi có một thê tử, người còn muốn mất đi một người nữa sao? Hàng Cơ cấu kết với Trương Mão, Trẫm để cho cô ta sống có ích gì? Một ngày làm vợ chồng, ân nghĩa cả trăm năm, người không nể tình cũ, dương mắt nhìn cô ấy chết trong loạn quân. Hàng Cơ đáng tội chết. Đây mới là thê tử của ta. Hai người không cần lo lắng. Trẫm là chân mệnh thiên tử, quyết là không để đám loạn thần tặc tử Trương Mão đắc ý đâu. Thừa tướng Lý Tùng đang đưa binh Cần Dương đến đây, đến lúc đó sẽ cùng với Triệu Manh đánh đến Trường An. Trẫm vẫn là chủ của đại hán này, ngươi không xứng. Tình hình phía Trường An sao rồi? Lưu Quyển đã phái Lý Tùng và Triệu Manh phản công Trường An.
Vậy Lệ Khoa thì sao? Lệ Khoa đang ở nhà của Triệu Manh, có người nhà họ Âm âm thầm bảo vệ, tạm thời không có nguy hiểm. Công Tôn, ta muốn đón Lệ Khoa ra. Chủ công, giờ chưa phải lúc để đón Lệ Khoa ra ngoài. Bây giờ tứ bề loạn lạc, hùng đồ chiếm đánh Hà Tây đang nguy, trong loạn thế đang cần gấp một minh quân, mà Trung Nguyên đại loạn thì chính quyền canh thủy thất bại. Bây giờ là lúc thoát khỏi chính quyền canh thủy, tự mình xưng đế. Văn Thúc phải mau chóng xưng đế thôi. Từ khi ta làm Tiêu Vương, bọn Ngô Hán, Cảnh Yểm đã khuyên ta rất nhiều lần. Có phải là chủ công lo cho Lệ Hoa, sợ Lưu Quyền gây bất lợi cho cô ấy, Lưu Quyền giữ nàng ấy ở trong cung, ngay cả nội loạn ở Trường An cũng không chịu tha, chính là muốn giữ nàng ấy làm con tin. Chỉ cần ta không phản, ta vẫn là Tiêu Vương của Canh Thủy Đế, Lệ Hoa sẽ không sao. Công Tôn có cách nào gửi thư cho nàng ấy không? Để ta nghĩ cách. Công Tôn, nếu như có lời gì muốn nói cứ nói thẳng. Chủ công, Hàm Đan mới truyền tin đến, quả phu nhân có thai rồi. Anh Lạc, đã mấy ngày rồi, người phái ra truyền tin tức gặp được phu quân chưa? Gặp rồi ạ. Vậy phu quân nhất định rất vui mừng, nhất định sẽ quay lại cùng ta nhìn đứa trẻ ra đời, có đúng không? Phu nhân, Tiêu Dương nói chiến sự căng thẳng, có khả năng nhất thời không thể về Hàm Đan. Có điều người đã đặc biệt dặn dò đại phu chăm sóc tốt cho phu nhân. Cũng đúng là ta quá nóng vội, bụng còn chưa thành hình, giờ ngay cả là nam hay nữ, béo hay gầy còn chưa biết, đã vội vàng đi bẩm báo, phu quân sẽ bận lòng. Anh Lạc, ca ca khen ngóng được tin tức gì của vợ lẽ bên Trường An không? Quân canh thủy của Lý Tùng và Triệu Manh và lục lâm quân của Dương Khuôn, Trương Mão kịch chiến trong thành Trường An tròn một tháng. Cuối cùng, đám Dương Khuôn, Trương Mão bại trận đào chạy, đầu hàng quân Xích Mi. Đến đây, toàn bộ lục lâm quân và đại đội Xích Mi hợp lực cùng nhau tiến quân vào Trường An. Canh Thủy Đế Lưu Quyền tuy đã chiếm lại được Trường An, thế nhưng triều đình Canh Thủy trải qua lần nội loạn này đã lung lay sắp đổ. Ngày Trung Lường Lạc thất thủ, Hàm phu nhân lão đàn hết lối thoát, bệ hạ cứu thiếp, thi thể đã không biết vị trí. Trong nội loạn, cung nhân cũ thành bị giết, bách tính chết đi đếm không xuể. Cô nương không sao chứ? Nếu không phải ta chia rẽ từ đó, Trương Mão, thân đồ kiện sẽ không quá bí làm liều, hoàn toàn lật mặt với Lưu Quyền. Thật không ngờ có một ngày, những gì ta làm khiến cho biết bao nhiêu người vô tội chịu liên lụy. Đôi tay này của ta nhuốm đầy máu tươi, rửa cũng rửa không sạch. Cô nương đừng có tự trách mình nữa, chỉ có nhanh chóng bình định thế sự loạn lạc này mới có thể sớm ngày bình định thiên hạ, tránh càng nhiều hơn nữa hy sinh tính mạng. Người xem, đây là
Đây là thư của Tiêu Vương gửi người. Tỷ nghe lời Tiêu Vương, nhưng lúc trước khi quân Xích Mi còn chưa tiến đánh Trường An, mau chóng rời khỏi đi. Cô nương lúc này đang là thời cơ tốt nhất, nhất định là đừng để lỡ nữa. Tam ca vì lý tưởng của chúng ta mà đang anh dũng chiến đấu ở Hà Bắc, ta cũng vậy. Canh thủy bại cục đã định, ta phải dốc sức bảo vệ Triệu Cơ, Lưu Lý, còn cả bách tính Trường An. Đệ hạ, tạc quân Xích Mi phong phóng Ngô Oa 15 tuổi, Lưu Bồn Tử làm hoàng đế, bên phía Trường An Lạc Dương Chu Dĩ đại bại, Hà Nội thất thủ, triều ta đã không còn quân viện binh, Trường An đã thành tòa thành đơn độc. Đệ hạ, nào. Rượu ngon nào. Rót đầy, dân. Nàng đến làm gì? Đệ hạ, bách tính phụ nữ trẻ em ở trong thành trải qua chiến trận khổ không thành lời, cần cứu chữa cấp bách, xin đệ hạ phê duyệt. Bách tính, quản họ làm cái gì? Quả diệt quân bách tính có tội gì? Xin bệ hạ mở quốc kho cứu trợ bách tính. Nàng đừng có nhiều nữa. Trẫm không có lòng cũng không có sức đi quản sự sống chết của họ. Nào, uống rượu. Nào, uống rượu. Bệ hạ, thiếp mong nhớ mẫu thân, muốn về thăm thái học. Tuy nàng. Tuy nhiên. Nếu nàng dám có ý đồ rời khỏi Trường An, mọi người đều cùng nhau chết. Bệ hạ, bệ hạ không hay rồi. Quân Xích Mi đi rồi lại quay lại, trăm vạn đại quân vây chặt thành Trường An. Giờ thì mọi người đều có một cánh cũng khó thoát rồi. Nàng muốn đi đâu thì tự đi đi. Nào, tiếp tục. Nơi đây là học đường, mời các vị ngồi đây, có gì cứ nói, không cần phải kiêng kỵ điều gì. Lão phu dám hỏi các vị, giá gạo trên thị trường giờ là bao nhiêu một đấu? Năm ngoái 12, tháng trước 15, hôm nay 18. Ở Trường An gạo đắt, nội thành đắt hơn ngoại thành 2 quan tiền. Dân lấy ăn làm gốc, giá gạo cứ vài ngày lại thay đổi. Các vị đã từng nghĩ đến nguyên nhân chưa? Từ khi Thánh Thượng lên nắm quyền, giá gạo ngày ngày thay đổi, bách tính không biết phải làm sao. Nhân nghĩa là gốc của việc lập quốc, triều đình mới thành lập, bệ hạ nên đại xá thiên hạ. Ngô tướng Thượng Hạ Nhi cầu sách. Thánh Hiền từng nói, nhân tính bổn thiện nên dạy nặng phạt nhẹ. Dân không sợ chết thì sao có thể lấy cái chết mà dọa? Tính bổn thiện, tính bổn ác, vô vi nhi trị, tốt lắm. Hình phạt phải có giới hạn, nhân ái cũng phải có mức độ. Nhưng chỉ cần lấy dân làm thiên hạ, lấy an cư lạc nghiệp làm mục đích, vậy thì tập trung ý kiến hay, có lập trường riêng, sao lại không được chứ? Trước khi trị quốc bình thiên hạ còn phải tề gia. Giá gạo bao nhiêu liên quan đến từng nhà từng hộ.
Nếu muốn trị quốc bắt buộc phải tề gia trước. Nếu đến giá gạo mà cũng không thể quan tâm thì sao có thể quan tâm đến quốc gia và thiên hạ chứ? Tử Vi Thản Bắc Trẩu Thất Tinh được một bài thơ đố có 5 câu. Hàm Dương Giang Sơn Đế Nhập Quan, xạ nhất lưu tự. Vũ thảo như các hòa tự hoành, đắc xạ nhất tú tự. Lưu tú sẽ làm thiên tử. Tìm thấy rồi. Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì thế? Hân Nhi à, để đến đúng lúc lắm. Tìm cơ hội thích hợp gửi thứ này đến tay Tiêu Vương. Đây là gì? Xích Phục Phù. Tỷ tỷ lấy được từ đâu thế? Để không cần biết, đi tìm một người thích hợp để gửi nó đến Hạo Nguyên, đưa tới tay cho Tiêu Vương. Tốt nhất đừng để người của ta lộ diện. Nếu gửi cho Tiêu Vương thì có một người phù hợp. Ai? Bạn cùng phòng với Tiêu Dương khi còn ở Thái Học, Cương Hoa. Quân ấy cũng là thích hợp. Hân Nhi, để phải đích thân hộ tống quân ấy tới Hà Bắc, giao tới tay Tiêu Vương. Tiêu Vương xem rồi ác sẽ hiểu. Tỷ tỷ, Trường An lúc nào cũng có thể bị xâm chiếm. Để tỷ và hộ phách ở đây để không yên tâm. Lấy đại cục làm trọng. Ta và hộ phách có thể để ý lẫn nhau, để không cần phải lo lắng điều gì. Công tử yên tâm đi, đô tỷ nhất định sẽ liều chết để bảo vệ an toàn cho cô nương. Ta không cho phép nàng liều chết, nàng và tỷ tỷ đều phải an toàn mới được. Đường đường là quân Hán mà lại không có cách nào ngăn cản Xích Mi xâm lược. Xin bệ hạ tha tội cho thần. Giờ đây quân ta tổn binh thất tướng tan rã không thành hình, chi bằng đầu hàng trước Xích Mi, may ra có thể bảo vệ được tính mạng của tướng sĩ. Nếu muốn trẫm đầu hàng trước quân giặc họ Lưu, trẫm tha chết còn hơn. Truyền ý chỉ của trẫm quyết chiến với Xích Mi đến cùng. Vâng. Phu nhân, Quách lão phu nhân đến rồi. Nào, mau ngồi xuống đi. Con vẫn còn giận ta sao? Mẫu thân, phu nhân, những ngày qua, lão phu nhân từng giờ, từng khắc đều đang lo lắng cho việc ăn uống quần áo của người. Không thì chỉ có những hạ nhân chân tay luống cuống ở trong cung sao có thể chăm sóc người chu toàn như thế chứ? Mỗi một việc, anh Lạc đều thấy cả. Mẫu thân, hôm đó con nhất thời hồ đồ, nói lời không hay làm tổn thương mẫu thân. Con bé ngốc, là một người mẹ, sao lại để ý đến những chuyện này chứ? Mẫu thân, người xem, nó lại động rồi.
Nếu con sinh cho Tiêu Dương một trưởng tử, Âm Đại Hoa có mị lực thế nào cũng không có cách gì với con. Đến lúc đó, mẹ có phú quý là nhờ con, Tiêu Dương nhất định sẽ càng sủng ái con hơn. Con chỉ sợ có thêm một đứa con cũng không đọ được vị trí của Âm Đại Hoa trong lòng phu quân. Mẫu thân, con phải làm sao đây? Ta quyết không để chuyện như thế xảy ra đâu. Đường đường là quân Hán mà lại không có cách nào ngăn cản Xích Mi xâm lược. Bọn họ muốn ta đầu hàng là vì nếu bọn họ đầu hàng vẫn có thể sống sót, chỉ có ta là sẽ chết. Lê Hoa, nếu Trường An thất thủ rồi, nàng có kế hoạch gì đối phó không? Xin bệ hạ nghĩ đến bách tính, liên kết với quân Tây Chinh của Đặng Vũ chống lại Xích Mi, bảo vệ bách tính Trường An và Quan Trung. Một người bảo ta giáng Xích Mi, nàng lại bảo ta giáng Đặng Vũ, là muốn ta xưng thần với Lưu Tú sao? Đúng là buồn cười. Nếu như người ngồi vị trí này là Lưu Tú, nàng cũng khuyên hắn suy nghĩ cho bách tính sao? Từ khi người ngồi vị trí này, chỉ nghĩ làm thế nào để bảo vệ hoàng vị. Đã có ngày nào suy nghĩ cho bách tính chưa? Còn Lưu Tú từ khi thái học đến nay, từ đầu đến cuối như một. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu hắn không ở vị trí này, nếu không thể ngồi vững trên giang sơn này, thì sao lo cho bách tính được? Thiên hạ này nay đã như một con thuyền mục nát, chuyện trẫm không làm được, Lưu Tú cũng không thể làm được.迎风绽放。